Kính thưa Quốc hội, kính thưa các vị khách quý tham dự phiên họp, tôi cũng như các đại biểu phát biểu trước cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ cũng như các báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Mặc dù về cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm chưa đạt theo cái nghị quyết của Quốc hội, nhưng mà qua báo cáo cũng thấy được sự nỗ lực của Chính phủ và trong hệ thống chính trị trong cái việc quyết tâm thực hiện cái triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội đề ra. Trong phiên thảo luận hôm nay, tôi xin kiến nghị cùng với Quốc hội để có cái cách nhìn tổng thể khách quan liên quan đến cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tôi xin đề cập thêm 3 nhóm vấn đề. Vấn đề thứ nhất là liên quan đến hạn chế bất cập trong cái chính sách thu mua điện từ năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời. Cử tri rất là phấn khởi, trước thềm của kỳ họp, Thủ tướng đã phê duyệt cái quy hoạch điện 8 với mục tiêu là đặt ra phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ cho sản xuất điện. Tuy nhiên, trong cái thực tiễn liên quan đến lĩnh vực này trong thời gian vừa qua vẫn còn những cái vấn đề bất cập. Trong khi chủ trương luôn khẳng định khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, trong thực tiễn đầu tư thì lĩnh vực năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời, doanh nghiệp phải có cái chi phí đầu tư cao hơn so với lĩnh vực khác. Song trong cái thời gian vừa qua, việc định giá để mua điện gió, điện mặt trời lại thấp hơn giá từ điện than, điện chạy dầu diesel. Mặt khác, trong khi mua chưa hết công suất của điện gió, điện mặt trời trong nước thì lại đi nhập khẩu điện từ các nước lân cận, gây ra tình trạng bức xúc trong doanh nghiệp lĩnh vực này vì không đảm bảo cái quyền lợi chính đáng. Tôi không hiểu vì sao lại có những cái bất cập này. Và tôi cho rằng nếu không kịp thời tháo gỡ, đây cũng chính là điểm ngẽn, cản trở cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Đề nghị Chính phủ quan tâm và sớm chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ những khó khăn này cho doanh nghiệp, đồng thời cũng để đảm bảo các mục tiêu trong việc thực hiện cái quy hoạch điện 8 về phát triển nguồn năng lượng tái tạo phục vụ cho sản xuất điện sớm đi vào cuộc sống. Vấn đề thứ hai, tôi rất mong Quốc hội liên quan quan tâm thêm đến lĩnh vực về đời sống xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sáng đến nay, nhiều đại biểu cũng đã phát biểu và đề cập đến nhiều trong việc chậm trễ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tôi cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa qua, qua triển khai giám sát của Quốc hội, Chính phủ cũng đã chỉ đạo và hết sức nỗ lực trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện này. Đặc biệt là trong cái công điện 71 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề cập, trong đó cũng đã xác định rõ có 21 trên 42 điều gây khó khăn vướng mắc trong cái việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Và có 16 điều hiện nay đang tập trung để sửa cái nghị định 27. Ngoài những cái việc các vị đại biểu Quốc hội đã đề cập trong cái vướng mắc, tôi rất mong Chính phủ quan tâm thêm, đó là trong những cái vướng mắc bất cập trong cái thời gian qua đã được Thủ tướng chỉ đạo cho các bộ ngành trung ương tháo gỡ cho địa phương, thì tôi qua cái giám sát có một số bộ ngành sau khi là lý giải chỉ dẫn lòng vòng lại khẳng định là đề nghị áp dụng theo quy định của pháp luật. Tôi nghĩ rằng là vấn đề này nếu mà không có quan tâm giải quyết một cách thấu đáo thì từ nay đến cuối năm liên quan đến cái mục tiêu chương trình này chúng ta cũng rất là khó giải ngân được. Vấn đề thứ hai cũng liên quan đến cái việc thực hiện chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là khi triển khai thực hiện cái phân định theo cái trình độ phát triển, theo cái quyết định 861 và 612. Trên cái cơ sở khảo sát về việc phân định đối với vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển, Hội đồng Dân tộc cũng đã kiến nghị cùng với Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu và cho phép duy trì một số chế độ chính sách liên quan đến vùng này. Bởi vì theo áp dụng theo tiêu chí mới, thì những vùng này vẫn còn thuộc cái vùng đặc biệt khó khăn. Trong khi đó là khi triển khai thực hiện, chúng ta đã xét vào năm 2019. Tuy nhiên, mặc dù những cái kiến nghị này đã trải qua 2 năm đến bây giờ cũng vẫn chưa có cái kết quả trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Tôi rất mong Chính phủ quan tâm và xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương trong cái việc triển khai thực hiện cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba, đó là cần quan tâm sớm đến cái thực trạng về cái lao động và việc làm sau đại dịch Covid. Và vấn đề này trong sáng nay tôi theo dõi các vị đại biểu Quốc hội phát biểu trước cũng đã đề cập rất là nhiều. Bởi vì là do ảnh hưởng của dịch Covid và suy thoái kinh tế và theo thông cáo của Tổng cục Thống kê thì trong cái quý 1 năm 2023 cũng cái là tình trạng lao động thất nghiệp cũng còn nhiều, khoảng là 150.000. Và theo cái dự báo hiện nay, nếu mà trong điều kiện doanh nghiệp còn khó khăn như hiện nay thì theo trong thời gian tới cũng cần cái liên quan đến cái lĩnh vực này thì có cái chiều hướng gia tăng chứ không phải không giảm. Mặt khác, cái tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần nếu mà so cùng với cùng kỳ năm 2022 thì tăng đến 20%. Theo đó,
đối tượng lao động nữ thì trên 55%, và đặc biệt là trong cái rút bảo hiểm xã hội một lần này, đối tượng trẻ cũng còn cao, khoảng là trên, tức là độ tuổi từ 20 đến 40 là khoảng phải 75%. Cảm ơn Quốc hội, phần còn lại tôi sẽ gửi cho đoàn thư ký. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi hoàn toàn tán thành với nội dung báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội về ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023. Báo cáo thẩm tra đã phản ánh khá đầy đủ, khách quan và toàn diện cả về kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, những vấn đề kinh tế xã hội đáng quan tâm và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2023. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho cả năm 2023, tôi thấy có một số vấn đề quan tâm đòi hỏi cần có sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả hơn. Một là có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, phải có giải pháp bảo đảm cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế. Đây là yêu cầu đặt ra rất khó khăn trong khi chúng ta vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải bảo đảm lãi suất phù hợp với nền kinh tế thị trường và diễn biến của thị trường. Theo báo cáo của Chính phủ, quý I tăng trưởng kinh tế chỉ bằng 3,32%, rất thấp. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm, trong khi đó số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng. Nhiều doanh nghiệp đối diện áp lực trở nên lớn nên phải chuyển nhượng doanh nghiệp, bán cổ phần với mức giá rất thấp và trong nhiều trường hợp phải bán cho đối tác nước ngoài. Số doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra khá phổ biến. Người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp, xu hướng này có thể diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới. Có nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi bên cạnh nguyên nhân khách quan như do đứt gãy thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh, hàng tồn kho tăng cao. Đơn giá thấp, giá cả vật tư, nguyên liệu của nhiều mặt hàng nước ta phải nhập khẩu tăng cao, nhiên liệu tăng cao, thì các nguyên nhân dòng vốn từ thị trường tài chính suy giảm, mặt bằng lãi suất cho vay tăng mạnh trong năm 2022 và vẫn duy trì ở mức cao trong quý I năm 2023. Lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm, làm giảm hoạt động đầu tư từ khu vực tư nhân, việc doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng rất khó khăn, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt bình quân đạt chỉ 0,09 lần, cho thấy khu vực doanh nghiệp gặp những khó khăn có liên quan đến dòng tiền. Qua kết quả khảo sát của VCCI, những khó khăn hàng đầu mà doanh nghiệp gặp phải là tiếp cận tín dụng có nhiều trở ngại, bao gồm cả tín dụng nguồn vốn lãi suất ưu đãi của Chính phủ và nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là một trong những yếu tố làm cho doanh nghiệp đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phá sản, giải thể, bán lại doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng cần điều hành chính sách tài khoá có trọng tâm trọng điểm, chia sẻ vai trò hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế với chính sách tiền tệ, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt hiệu quả và phải phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác bảo đảm hợp lý để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát được lạm phát, và cần chủ động xem xét tiếp tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng, sử dụng vốn và hạn mức tăng trưởng tín dụng. Hai là cần các giải pháp hữu hiệu thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật để khắc phục ngay những hạn chế yếu kém của công tác đầu tư công vốn đã kéo dài nhiều năm. Đầu tư công được xem là công cụ dẫn dắt vốn mồi, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, của Ủy ban Tài chính Ngân sách cho thấy, công tác này còn nhiều tồn tại yếu kém kéo dài, từ công tác xây dựng kế hoạch, lập dự án đầu tư, phân bổ vốn, triển khai thi công, giải ngân quyết toán vốn đầu tư, có tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Theo báo cáo, đến hết quý tháng 4 năm 2023, có 3 bộ 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%, 47 trên 52 bộ cơ quan và 27 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, thậm chí có 32 bộ cơ quan và một địa phương giải ngân đạt dưới 5%. Việc triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc do nhiều nguyên nhân, mà chủ yếu là ở khâu tổ chức thực hiện. Tôi đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và các giải pháp xử lý, không để tình trạng này tiếp tục kéo dài, tạo hệ lụy xấu đến điều hành kinh tế vĩ mô và điều hành tài chính ngân sách nhà nước. Ba là cần các biện pháp thực hiện nghiêm, kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính ngân sách. Trong đó, cần các biện pháp quyết liệt để khắc phục những tồn tại yếu kém trong nhiệm vụ lập dự toán ngân sách nhà nước ở từng cấp, như lập dự toán không sát với thực tế, hạn chế việc tăng thu từ tiền sử dụng đất là khoản thu không bền vững cho ngân sách. Vì vậy, cần có chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác hợp lý, thận trọng và có lộ trình phù hợp, bảo đảm khai thác có hiệu quả và lâu dài tài nguyên đất. Đồng thời với việc sử dụng nguồn thu từ đất phải tập trung ưu tiên cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
kiên quyết không cho chuyển nguồn khi chưa làm rõ nguyên nhân và không chuyển nguồn trái quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng chuyển nguồn vốn qua các năm khá lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, công tác điều hành tài chính ngân sách và điều hành kinh tế vĩ mô. Rà soát làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để tiếp tục làm lãng phí nguồn lực vốn nhà nước, cần xác định và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước chậm triển khai hoặc vi phạm trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng lãng phí trong quản lý sử dụng đất đai, nhất là lãng phí đất đai tài sản của các dự án do chậm thi hành án, chậm thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra. Bốn là các giải pháp căn cơ để khắc phục những tồn tại vướng mắc vấn đề xăng dầu điện, nhất là việc tăng giá điện xăng dầu trong bối cảnh doanh nghiệp và đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn do tác động của kinh tế thế giới, cần thiết phải làm rõ tường minh khoản lỗ 26.000 tỷ đồng năm 22 của EVN cũng như các cơ chế minh bạch hơn, quỹ bình ổn giá xăng dầu để sớm có biện pháp tháo gỡ bất cập và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Năm là có biện pháp chấn chỉnh ngay lề lối làm việc của bộ máy nhà nước các cấp, nhất là tình trạng cán bộ công chức viên chức nhà nước nói chung và cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý nói riêng có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh, không giải quyết các thủ tục hành chính hoặc gây ách tắc kéo dài khi giải quyết các thủ tục hành chính của dân và doanh nghiệp. Tình trạng trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước ở nhiều nơi đã góp phần gây khó khăn ách tắc trong giải quyết các thủ tục hành chính cho dân và doanh nghiệp, đã làm cho doanh nghiệp và người dân đã và đang khó khăn lại càng khó khăn hơn, làm mất nhiều thời gian, tăng chi phí không chính thức, làm mất cơ hội của người dân và doanh nghiệp, trong nhiều trường hợp vi phạm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân đã được hiến pháp quy định. Đồng thời khẩn trương rà soát điều chỉnh bổ sung các quy định của pháp luật không rõ ràng, khó thực hiện trên thực tiễn, thiếu đồng bộ, xung đột pháp luật nhằm tháo gỡ kịp thời các bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật đã gây ách tắc điểm nghẽn hiện nay trên nhiều lĩnh vực. Đây là yêu cầu rất quan trọng, không những cả trước mắt và cả lâu dài, để cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh. Sáu là tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề mà xã hội có nhiều bức xúc như tình trạng chậm thi hành án hoặc không thi hành án các bản án hành chính dân sự đã ký hiệu lực pháp luật gây nhiều khó khăn thiệt hại, mất lòng tin của nhân dân, tình trạng mất việc làm có xu hướng tăng cao, số người lao động rút bảo hiểm y tế một lần tăng, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội, lừa đảo với nhiều hình thức tinh vi phức tạp. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa, tôi thống nhất với báo cáo của Chính phủ và của cơ quan thẩm tra. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ quan tâm đến một số lĩnh vực như sau. Một là chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công dự án, chương trình mục tiêu quốc gia đã giao cho chủ đầu tư của bộ ngành địa phương, nhất là các dự án đường cao tốc Bắc Nam. Tiến độ giải phóng mặt bằng báo cáo đạt 2/3 nhưng không đồng đều, có nơi có thấp, ảnh hưởng đến thi công chậm, trễ, khó có thể giải ngân theo kế hoạch. Cương quyết điều chuyển vốn đầu tư những nơi chưa hoàn thành chỉnh hồ sơ, giải phóng mặt bằng, giải ngân chậm để phân bổ cho những nơi làm công tốt công tác này. Khắc phục tình trạng vốn chờ công trình, ghi vốn trước làm các bước thủ tục sau. Đẩy nhanh tiến bộ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình đã được phê duyệt. Có giải pháp hữu hiệu nhất để sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đăng kiểm. Có thể gia hạn xe hết đăng kiểm từ 3 tới 6 tháng để giảm bớt tải trọng cho đăng kiểm hiện thời, nhưng xe vẫn phải đảm bảo an toàn trong lưu thông. Hai là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp về tiếp cận vốn của ngân hàng, vay vốn ưu đãi, vốn tín dụng, có ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, phí lệ phí trước bạ nhằm thu hút doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và thành lập mới. Ngân hàng vừa huy động được vốn nhàn rỗi trong dân, vừa cho lãi suất vay hợp lý, hài hòa lợi ích nhau, có kiểm soát nợ xấu phát sinh, triển khai có hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt. Quan tâm đến thị trường bất động sản, chứng khoán để hoạt động thuận lợi dễ dàng, có kiểm soát. Mặt khác, cần tháo gỡ ngay khó khăn vướng mắc đối với quy định về phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn quy chuẩn ban hành không phân biệt quy mô dự án, tính chất công trình, chưa tính đến khả năng khi áp dụng vào thực tiễn. Nếu không có sự thay đổi về tiêu chuẩn quy chuẩn, sẽ có hàng nghìn doanh nghiệp cơ sở doanh nghiệp phải đóng cửa. Ba là quan tâm đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư theo phương thức xã hội hóa, có sự đóng góp của người dân. Tuy nhiên, việc xã hội hóa từ khi luật PPP sửa đổi bổ sung đến nay vẫn trì trệ, cấp bách bất cập. Nhiều nhà đầu tư không mặn mà với loại hình này. Tôi đề nghị Chính phủ phải có đánh giá lại nguyên nhân. Nhà đầu tư cho rằng nhiều dự án đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam dễ thực hiện trong giải phóng mặt bằng, lưu lượng giao thông đông đúc, hiệu quả đầu tư thu hồi vốn nhanh, đáng lẽ ra phải cho nhà đầu tư thực hiện thì lại là đầu tư công. Các dự án khó khăn trong giải phóng mặt bằng vùng sâu vùng xa, ít lưu lượng giao thông thì kêu gọi nhà đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án BOT trong thời gian qua chưa thu phí được do người dân lẫn chính quyền chưa đồng thuận thu. Đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm, bảo đảm hài hòa lợi ích cho nhà đầu tư và người dân,
để giải quyết bất cập trong vốn đầu tư PPP, tôi đề nghị tách phần vốn giải phóng mặt bằng ra khỏi vốn đầu tư chung là ngân sách nhà nước. Phần vốn không quá 50% theo quy định của pháp luật sẽ cùng với nhà đầu tư tổ chức thực hiện, vì vốn giải phóng mặt bằng hiện nay rất cao, sức đầu tư lợi nhuận mang lại hiệu quả thấp. Riêng đối với các đường cao tốc cần đầu tư 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không nên 2 làn gây lãng phí vốn, mất thời gian thủ tục như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Điển hình như đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chỉ có 2 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, khi có tai nạn giao thông xảy ra gây ách tắc rất khó cho việc cứu hộ cứu nạn. Nếu kinh phí đầu tư còn hạn chế cũng nên giải phóng mặt bằng trước làm quỹ đất cho dự trữ, sau này mở rộng cho dễ dàng. Đề nghị nghiên cứu xây dựng cầu cảng đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long thay cho việc xây dựng đường trên nền đất hiện nay. Có thể suất đầu tư sẽ cao nhưng không tốn kém vật tư cát đất xây dựng, không mất nhiều diện tích đất nông nghiệp, không ảnh hưởng đến giao thông thủy lợi, không phải xây dựng đường dân sinh, người dân được sinh hoạt trên cầu cảng được bình thường. Quan tâm đầu tư đến giao thông thủy lợi nội địa cả nước nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, giao thông thủy rất quan trọng trong quyền sông nước, chi phí vận chuyển thấp mà lại tải trọng với khối lượng lớn, có khả năng thu hút nhà đầu tư trên lĩnh vực này ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên luật đầu tư thời gian trong là cho lĩnh vực này là rất thấp. Năm là tuyến đường quốc lộ 30 nối dài đoạn Hồng Ngự Vinh Bà của tỉnh Đồng Tháp, chiều dài 18,5 km. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng năm 2016 và được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn. Đồng Tháp đã thực hiện các bước thủ tục giải phóng mặt bằng, thông báo cho người dân được biết và đã được bố trí vốn 2016-2017 là 30 tỷ. Tuy nhiên, sang năm 2018 lại không bố trí vốn tiếp tục cho đến nay. Mỗi lần tiếp xúc cử tri đặt vấn đề có nên thực hiện được dự án này nữa hay không, thì đại biểu Quốc hội ứng cử tại đây trả lời là chưa có vốn. Kính thưa Quốc hội, đoạn Hồng Ngự Vinh Bà là tuyến kết nối với các vùng, các tỉnh lân cận và tuyến duy nhất kết nối giao thông cửa khẩu quốc tế Vinh Bà Đồng Tháp với cửa khẩu Bon Tay Chak Ray của tỉnh Rai Vang Campuchia và cách Nông Bên khoảng 100 km. Đây là cửa khẩu đặc biệt quan trọng trong việc giao thương hàng hóa của Đồng Tháp với nước bạn Campuchia. Dự toán ban đầu là 800 tỷ, nay dự đoán đã lên tới 1.200 tỷ. Kính mong chính phủ có bố trí vốn để Đồng Tháp hoàn thành tuyến đường này cho người dân được yên tâm và đại biểu Quốc hội cũng dễ dàng ăn nói với cử tri tại nơi mình ứng cử. Là xin cảm ơn Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, điện gió, điện mặt trời phát triển khá nhanh ở nước ta trong thời gian gần đây do cơ chế chính sách khuyến khích của nhà nước khá hấp dẫn. Tuy nhiên, có một nghịch lý là nơi có tiềm năng về nắng và gió lại là nơi có phụ tải thấp. Vì thế, muốn sử dụng hệ thống điện này phải đầu tư khá lớn cho truyền tải lưu trữ điện. Giúp đỡ. Muốn sử dụng nguồn năng lượng này phải đầu tư khá lớn cho hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ điện. Mặt khác, để duy trì thường xuyên an toàn hệ thống điện và phát huy hiệu quả năng lượng tái tạo thì phải có một số nguồn điện nền ổn định. Ở Việt Nam ta thì điện than, điện dầu, điện khí, sinh khối và cả thủy điện cũng được xem là nguồn điện nền. Còn ở các nước thì còn có cả điện hạt nhân. Bởi vậy, dù có đắt hơn, phát thải carbon có nhiều hơn, trong ngắn hạn chúng ta chưa có nguồn hoặc giải pháp khác thay thế, thì điện chạy bằng than, bằng dầu, bằng khí vẫn được duy trì, huy động để bảo đảm an toàn hệ thống điện. Tuy nhiên, riêng về cơ chế tính giá năng lượng tái tạo, Bộ trưởng cho biết Bộ Công Thương căn cứ vào luật điện lực, luật giá và các nghị định của Chính phủ để xây dựng khung giá. Bộ Công Thương đã xây dựng khung giá được xác định trên cơ sở số liệu thống kê của 102 nhà máy điện mặt trời, 109 nhà máy điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện. Quá trình tính toán thẩm định khung giá, Bộ có so sánh với số liệu của cơ quan năng lượng quốc tế, tư vấn GIZ, Viện Năng lượng, tư vấn PEC. Đặc biệt là đã thực hiện đúng quy trình lấy ý kiến Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hội đồng tư vấn về kết quả thẩm định khung giá, v.v. Tỷ lệ giảm suất đầu tư của nhà máy điện mặt trời và điện gió đã được tính toán và lấy ý kiến của các chuyên gia thuộc Hội đồng tư vấn. Vì vậy, có thể khẳng định cơ chế giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp như khung giá hiện hành là phù hợp với giá thế giới và thực tiễn kinh tế xã hội trong nước. Theo đại biểu, quy định mới về phòng cháy chữa cháy cần tính toán để hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần làm rõ ngành nghề nào phải có quy định chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy. Tình trạng tồn đọng nhiều hồ sơ xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, công trình nhà xưởng chưa được nghiệm thu để đưa vào hoạt động do không đủ điều kiện theo quy định mới, do chưa có sự đồng bộ trong hướng dẫn thực hiện giữa các ngành chức năng. Cần xem xét thời gian áp dụng quy chuẩn phòng cháy chữa cháy mới cho phù hợp, có lộ trình từng bước để xã hội thích ứng, không nên quy định áp dụng ngay khi các điều kiện chưa được sẵn sàng. Là khi điều chỉnh quy định cần tính đến tính khả thi, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Tranh luận về vấn đề này,
đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiều sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy xảy ra không phải do thiếu luật mà do con người. Tôi thấy không điều thế này. Mỗi lần sai phạm xảy ra thì chúng ta lại nghĩ rằng có lẽ luật pháp chưa được chặt chẽ chăng? Thế là chúng ta lại đặt thêm ra một số quy định. Phòng cháy chữa cháy mấy chục năm nay, để cái luật của chúng ta có mấy chục năm nay có thiếu không? Đấy, cho nên là nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng mà tôi cho đây là một cái đặc trưng, một cái khiếm khuyết của cái thể chế hiện tại, là cứ mỗi lần có sự cố xảy ra, trong đầu chúng ta nghĩ ngay là chúng ta phải đặt ra chế tài mạnh. Liệu nó có phải là do luật nó không có hoặc là không đủ hay không? Trước đó, giải trình tại phiên thảo luận chiều qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định quy chuẩn 06 về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành và sửa đổi hai lần. Nội dung sửa đổi không lớn, có các điều khoản chuyển tiếp rõ ràng. Ngoài ra, khi so sánh với các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn khác thì nhìn chung các quy định an toàn cốt lõi của quy chuẩn 06 không cao, thậm chí ở mức độ trung bình thấp.